chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ hãy cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Chân dung bạn gái đại gia của diễn viên Quý Bình. Vừa qua, Quý Bình cho ra mắt công ty riêng. Tại sự kiện này, khi trả lời phỏng vấn truyền thông, nam diễn viên bất ngờ thừa nhận mình đang quen bạn gái, đồng thời cho biết đã dẫn ra mắt bố mẹ và cả hai bên đều vô cùng ưng thuận. Việc Quý Bình có người mới được chính thức ngừa trong cuộc tiết lộ trên trang cá nhân khi khoe hình ảnh đang nắm tay một ai đó. Đến đầu năm nay, Quý Bình được cho là đã bí mật đính hôn với bạn gái và sắp tổ chức đám cưới. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam diễn viên đăng tải bức ảnh nắm tay tình cảm với một người phụ nữ cùng chiếc nhẫn trên ngón áp út. Tuy nhiên lúc đó, nam diễn viên không tiết lộ nhiều. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, nhưng mọi việc còn quá sớm để chia sẻ lúc này. Hiện tôi vẫn tiếp tục công việc quay phim, chạy show mỗi ngày. Tôi muốn đợi một thời gian nữa, khi mọi thứ thực sự ổn định, sẽ chủ động thông báo. Để rồi sau đó với những hình ảnh được chia sẻ, cộng đồng mạng sẽ truy lùng ra danh tính người mới đã quen 2 năm của Quý Bình. Đó là một doanh nhân hiện giữ chức vụ tổng giám đốc một công ty bất động sản. Đặc biệt cô cùng quê Hóc Môn với Quý Bình. Quý Bình tham dự rất nhiều sự kiện của công ty bạn gái. Cả hai không ngần ngại công khai nắm tay thân mật giữa nơi đông người, thi thoảng còn song ca tại các sự kiện. Khi Quý Bình ra mắt công ty, chính là bạn gái là người lui về hậu trường để điều phối tổ chức lễ chương trình được thành công tốt đẹp. Với sự giàu có và giỏi giang, bạn gái được cho là người bỏ vốn để Quý Bình mở công ty. Tuy nhiên, nam diễn viên đã lên tiếng phản bác và khẳng định tự mở công ty bằng nguồn vốn tích góp sau 15 năm hoạt động nghệ thuật. Quý Bình cho biết, cô ấy luôn ủng hộ về tinh thần, chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh, là một cố vấn đắc lực và vô cùng quan trọng đối với tôi. Còn tài chính, tôi hoàn toàn độc lập nhờ tích góp sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tôi quan niệm mình là đàn ông, vẫn nên là trụ cột. Sáng lập điều gì thì điều tiên quyết, người quyết định phải là mình. Việc lấn sang kinh doanh của nam nghệ sĩ nhằm mục đích thỏa mãn nguyện vọng trở thành nghệ sĩ doanh nhân mà anh ấp ủ từ lâu. Quý Bình dành trọn tâm huyết và làm bằng sự chuẩn bị học hỏi, chứ không phải chạy theo phong trào. Bố mẹ Quý Bình rất vui khi thấy con trai kinh doanh và có bạn gái. Vì ngày trước, gia đình phản đối kịch liệt việc anh vào showbiz, lo sợ môi trường thị phi, không ai giúp đỡ khi gặp khó khăn. Hiện tại, Quý Bình vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn vì cho rằng việc gắn bó trăm năm phụ thuộc vào chữ duyên. Vì vậy, anh cũng hạn chế tiết lộ danh tính để không muốn ảnh hưởng đến bạn gái. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiên, người con giao nghĩa tình của huyện Hóc Môn. Xuất thân từ mảnh đất Hóc Môn, bà Nguyễn Ngọc Tiên lần lượt chinh phục những đỉnh cao trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên cả nước. Hiện là tổng giám đốc công ty bất động sản Đảo Vàng, đơn vị tiên phong tại thị trường Phú Quốc. Bà Tiên được đánh giá là một trong những doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản Phú Quốc hiện nay. Chỉ tính riêng tại thị trường này, bà Nguyễn Ngọc Tiên hiện đã nắm trong tay rất nhiều dự án bất động sản thuộc nhiều phân khúc khác nhau như biệt thự cao cấp, khu nghỉ dưỡng. Trong tương lai, tầm ảnh hưởng của vị nữ tướng này còn được nhân lên nhiều lần hơn nữa khi công ty Đảo Vàng và các đối tác chiến lược triển khai các dự án bất động sản đẳng cấp tại Kiên Giang, Phú Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.